Hi, chào mọi người. Cái nhà mình hiện tại đang ở chỗ cái làng mai Hạo Đức này. Wow, ở đây cũng nguyên một cánh đồng toàn là mai luôn. Mai quá trời mai luôn. Bây giờ đang dịp Tết này này. Mai nó vàng ươm luôn các bạn. Nguyên cánh đồng rồi. Giờ mình cùng tất cả các bạn đi xem làng mai nha. Ok, đi thôi. Wow, ở đây có súng rồi nè. Cặp này chắc chắn rất là điện thoại chứ nó là sao. Zoom lại cho mọi người xem nha. Mai quá trời mai luôn, ở đây là gọi là làng mai luôn. Chào mọi người em con.